Hello Giáng Hương, chào cả nhà. Hôm nay Giáng Hương đang ở sân khấu Đinh Tuấn, ở tại địa chỉ 196 Trần Văn Dầu, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giáng Hương đang set up, chuẩn bị cái chương trình để mà Giáng Hương làm cái chương trình thiện nguyện nhân dịp đón chào sinh nhật của Giáng Hương. Chương trình với chủ đề là Hương tình yêu. Giáng Hương muốn làm cái chương trình này để Giáng Hương gây một cái quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn. Toàn bộ doanh thu thì Giáng Hương muốn gửi cho máy ấm Bà Rá tại Bình Phước. Và chương trình được diễn ra vào ngày thứ sáu này nha quý vị nha, thứ sáu ngày 18 tháng 9 2020 tại phòng trà Bình Tân. Đây Giáng Hương để quay cái không gian, cái phòng trà rất là ấm cúng, có sân khấu âm thanh ánh sáng rất là đẹp, hoành tráng nha cả nhà nha. Giáng Hương cảm ơn cả nhà mình đã xem cái video clip này của Giáng Hương nha.